chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Cảnh báo lừa đảo phiên bản online được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, có lẽ rằng ai trong tất cả chúng ta đều có một lần từng nghĩ rằng là để xe ở trong sân nhà khóa cổ cẩn thận rồi thì rất là an toàn, có phải không? Thế nhưng bọn trộm đã đột nhập vào nhà như thế nào và bẻ khóa cổ xe ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong tình huống sau đây nhé. Tao mới phát hiện có cái nhà đó đó. Có một mình ông già ở nhà mà ông để nguyên chiếc xe tay ga ngoài trước cửa. Đi theo kế hoạch cũ đi. Mày dụ ổng lăn la đi rồi tao vô nhà tao lấy. Chú ơi chú. Có chuyện gì không cháu? Dạ cho con hỏi đường Lê Hồng Phong là đường nào vậy? Từ sáng giờ người ta chỉ lòng vòng con biết đường rồi con chạy vô hẻm nữa luôn. Dạ. Đường đây ra đó hơi xa đó. Dạ chú cứ chỉ đường cho con đi. Tại con sợ mẹ con đợi, đứng đợi nắng. Với lại con ở quê mới lên học nữa. Con cũng không rành đường ở đây. Con cứ đi thẳng cái đường này. Đi qua hai cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Xong rồi con quẹo trái. Là giờ con phải đi qua hai cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ thôi chú. Không ngờ rằng một lát sau cậu sinh viên ấy quay lại hỏi đường. Thấy dáng vẻ ngờ nghệch, thật thà tội nghiệp, người chủ nhiệt tình ra tận đầu đường để chỉ giúp. Có ai ngờ đâu phía sau lưng mình đã xảy ra chuyện. Tình huống trên lại nhắc nhở chúng ta một lần nữa khi ở nhà một mình phải khóa cửa, khóa cổng cẩn thận và đặc biệt cảnh giác với người lạ. Bởi vì dù bạn có cất xe ở trong nhà, có khóa cổ cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần một chút sơ hở thôi, chúng cũng có thể bẻ khóa và dắt đi trong tích tắc. Hãy cảnh giác hơn quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai.